này mình dặm gold lại mà. Này màu gold. Màu này hơi bị hiếm luôn các bạn. Chung ra dặm lại cái màu của hãng Gucci. Cái chữ này là do hãng nó in đó các bạn. Thì sau một thời gian mình sử dụng đó, thì nó sẽ bị phai. Phai bớt cái màu đó nha các bạn nha. Thì cái này hơi khó lúc đầu là không có nhận khách. Không có nhận cho khách mà sao mà bữa nay có cảm hứng đó, nên làm luôn cho khách. Chứ cái màu gold này là lúc đầu đã từ chối khách không không nhận rồi. Chung mình dặm được từ lại các bạn. Cái này không có được vội nữa, tại vì nó phải đúng cái nét chữ của nó, không thôi nó bị lem á thì nó sẽ xấu luôn cái phông chữ các bạn ha. Không có vội vàng được đâu mấy cái ca này. Mình dặm hai nước lận chờ nó khô lại. Chữ mà phải gon nữa, gon ánh kim nữa các bạn. Nè cái này nó chờ khô mình dặm tiếp là gon gon ánh kim. Cái này gon ánh kim nhưng mà nó bị phai bớt rồi nè. Nè. Cái này muốn nó gần lên rồi nè, chờ khô là dặm cái viền lại tí xíu nữa. Này chưa hoàn thiện nữa các bạn.